Isaac kết hợp với cô bé triệu view Bảo An, Gia Khiêm trong bộ ảnh ngập màu sắc cổ tích. Ca sĩ Isaac vừa khiến khán giả hâm mộ đứng ngồi không yên khi tiết lộ sẽ kết hợp với hiện tượng mạng Bảo An, soái ca nhí Gia Khiêm trong một dự án âm nhạc tràn ngập màu sắc mang tên Bước Chân Cổ Tích. Trong bộ hình hậu trường đầu tiên được ekip bật mí, Isaac gây tò mò khi xuất hiện với hình ảnh mặc đồ ngủ đi dép Lào vô cùng dễ thương. Trong khi đó, hai giọng ca nhí đình đám Bảo An và Gia Khiêm lại khoe vẻ đáng yêu trong những bộ đồ hóa trang và phụ kiện được chuẩn bị khá kỳ công. Ngoài ba nhân vật chính, bộ ảnh còn có sự tham gia của rất nhiều các em nhỏ. Dù chưa chia sẻ cụ thể về sự kết hợp này, song bộ ba Isaac, Bảo An, Gia Khiêm cho biết ít ngày tới bản audio kèm music video Bước Chân Cổ Tích, bài hát mang ca từ giai điệu thú vị nhưng cũng ẩn chứa ý nghĩa đặc biệt sẽ được giới thiệu rộng rãi. Đây không chỉ là sản phẩm được chú trọng về phần âm nhạc, mà hình ảnh nội dung MV cũng được ekip xây dựng đầy mới mẻ bám sát nội dung ca khúc. Dự án âm nhạc mới nhất đánh dấu sự hợp tác đầu tiên của hiện tượng mạng Bảo An sau khi dừng bước đầy tiếc nuối tại cuộc thi Việt Nam Idol Kids 2017 do chính Isaac làm giám khảo. Với soái ca nhí, đây là cuộc hội ngộ được nhiều khán giả chờ đợi khi Isaac từng giúp đỡ hỗ trợ Gia Khiêm rất nhiều tại Việt Nam Idol Kids 2016. Cũng theo tiết lộ của ekip sản xuất sản phẩm, do đã quen biết từ trước nên Isaac không gặp quá nhiều khó khăn trở ngại khi hợp tác với hai giọng ca nhí. Với tính cách gần gũi, Isaac còn chinh phục được các em nhỏ bằng những cử chỉ quan tâm trong suốt quá trình hoàn thiện dự án âm nhạc được các fan chờ đợi nhất trong tháng 6. Xin chân thành cảm ơn các bạn đã dành chút thời gian để theo dõi kênh của chúng tôi. Nếu thích bất cứ video nào, các bạn có thể like và share. Nhưng đừng quên nhấp đăng ký kênh miễn phí để các bạn có thể theo dõi được nhiều video hấp dẫn khác từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!